cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hội đồng xét xử cho biết, liên quan đến vụ phản thịnh phát giai đoạn 2, Hội đồng xét xử đã nhận được 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng có hơn 1.000 đơn thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án này. Sau gần một tháng xét xử, hôm nay, ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Trong phần nhận định, Hội đồng xét xử cho rằng quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận vai trò chủ trương phát hành trái phiếu, chỉ thừa nhận cho Nguyễn Phương Hồng, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB mượn các công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Đối với tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới và tội rửa tiền bị cáo Lan cho rằng cùng số tiền, cùng một thời gian và một hành vi nhưng truy tố bị cáo hai tội danh là bất lợi cho bị cáo. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lan đồng ý dùng toàn bộ tài sản cá nhân, tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát ưu tiên trả cho các bị hại. Trong khi đó, các bị hại là những nhà đầu tư trái phiếu khống cho rằng họ bị công ty chứng khoán Tân Việt và SCB dẫn dụ để mua trái phiếu, từ đó họ yêu cầu bà Lan trả lại số tiền đã chiếm đoạt cùng lãi suất như quy định. Hội đồng xét xử cho biết vụ án có 35.824 bị hại, cư trú tại 58 tỉnh thành trên cả nước và 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, có hơn 1.000 đơn yêu cầu bồi thường thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án nên không được xem xét. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thể hiện qua việc bị cáo Lan đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm các công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Chisa để phát hành 25 mã trái phiếu khống không có tài sản đảm bảo. Về hành vi rửa tiền, theo hội đồng xét xử, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 445.000 tỷ đồng có được từ hành vi vi phạm tội tham ô tài sản của ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp lên phương án thực hiện việc rút chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng này về hành vi vận chuyển trái phép tiền tiểu qua biên giới, mỗi khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bị cáo Lan đã giao cho các thuộc cấp lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp tư vấn vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài, thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống SCP. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự xã hội, ảnh hưởng đến đầu tư trong và ngoài nước nên cần phải có bản án nghiêm khắc để gian đe phòng người chung. Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên có thông báo về phương thức thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Cụ thể, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an tỉnh đã phát hiện thủ đoạn của các đối tượng có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, chủ động kết bạn sau đó nhắn tin cho các bị hại để tâm sự. Sau một thời gian nhắn tin, các đối tượng này sẽ dụ dỗ bị hại thực hiện cuộc gọi video với các hành động nhạy cảm, đồi trụy, sau đó bí mật quay phim màn hình toàn bộ cuộc gọi và lưu lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, chúng sẽ gửi cho bị hại một đường link liên kết trang web và nói với bị hại nhấn vào để lần tới sẽ gọi video qua ứng dụng này thực chất những đường link do các đối tượng gửi là các mã độc. Nếu bị hại cập nhật quyền truy cập thì các đối tượng có thể lấy được một số thông tin của bị hại như danh bạ điện thoại, hình ảnh, video cá nhân trong điện thoại, thậm chí là trong một số trường hợp các đối tượng sẽ sử dụng hình ảnh video cá nhân của bị hại thông qua công nghệ deepfake để cắt ghép chỉnh sửa thành các hình ảnh, video có nội dung giống như thật gây hiểu nhầm cho người xem. Sau khi có được những hình ảnh video này các đối tượng sẽ sử dụng để gửi lại cho bị hại và yêu cầu bị hại phải chuyển tiền cho chúng nếu không. Chúng sẽ gửi những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại. Điều đặc biệt nguy hiểm là nhóm bị hại mà các đối tượng này nhắm đến chủ yếu là công chức, viên chức, cán bộ có chức vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước, được lượng vũ trang. Vì lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên hầu hết các bị hại trên đều không dám trình báo cơ quan công an để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tối đa hậu quả có thể xảy ra. Công an tỉnh Hưng Yên thông báo phương thức thủ đoạn của loại tội phạm trên, đề nghị các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố phổ biến quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động về thủ đoạn trên nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này. Qua đây, công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo tuyệt đối không tham gia các cuộc gọi video với các hành động nhạy cảm, đối trị dưới mọi hình thức nâng cao cảnh giác đề phòng với những lời mời kết bạn từ những người lạ tuyệt đối không truy cập vào đường link do người lạ gửi khi chưa tìm hiểu kỹ hoặc có hiểu biết hạn chế về công nghệ thông tin trường hợp đã chót tham gia hoặc bị các đối tượng sử dụng hình ảnh cắt ghép để tống tiền phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra giả soát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc tế NCSC đã ghi nhận 125.338 địa chỉ website giả mạo cơ quan tổ chức. Chúng sử dụng website giả mạo này để lừa đảo gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan tổ chức bị giả mạo. Trong tháng 9 năm bốn hệ thống của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia đã phát hiện 31 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng, liên quan đến việc phát hiện và cảnh báo sớm các lỗ hổng của các hệ thống thông tin trên không gian mạng. Cục An toàn Thông tin cho biết trong tháng 9 năm bốn hệ thống giám sát kỹ thuật của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia đã ghi nhận có 45.691 điểm yếu lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ máy chạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước. Trong tháng 9 năm 2014, hệ thống giám sát ra quét từ xa của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia đã phát hiện hơn 1.600 lỗ hổng trên 5.000 hệ thống đang mở công khai trên Internet. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia cũng đã kỳ nhận 12 lỗ hổng mới được công bố có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng, cao, có thể bị lợi dụng để tấn công, khai thác vào các hệ thống của các cơ quan tổ chức. theo báo cáo thực hiện phân tích theo dõi và dự báo cảnh báo sớm xu hướng về tấn công mạng cục an toàn thông tin phát hiện xu hướng tấn công mã hóa tống tiền tăng cao trong thời gian gần đây cụ thể đã có một số hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại việt nam bị sự cố tấn công gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất hình ảnh của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cũng như hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia Cục An toàn Thông tin đã phát hành công văn cảnh báo về chiến dịch tấn công có chủ đích vào các hệ thống quan trọng phát hành ngày 11 tháng 9 năm 2024. Chủ tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia đã tiến hành thu thập, phân tích và phát hiện nhiều chỉ báo về tấn công mạng có thể ảnh hưởng đến cơ quan tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam. Các đơn vị cần chủ động ra soát các máy chủ, máy chạm, ra soát toàn bộ các hệ thống giám sát theo các chỉ báo mà Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cung cấp trong báo cáo nhằm xử lý sớm các rủi ro trong hệ thống, liên tục cập nhật các chỉ báo về tấn công mạng, đặc biệt là các chỉ báo đã được chia sẻ từ hệ thống của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, báo cáo nhấn mạnh: Trong tháng 9 năm 2014, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia phát hiện 18 hệ thống của các đơn vị có kết nối đến hạ tầng botnet trung tâm đã thực hiện chia sẻ các thông tin botnet này đến các đơn vị thông qua hệ thống phát hiện cảnh báo sớm botnet